Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Orion Money. Thì chương trình góp này nó sẽ dành random cho 50 winner may mắn sẽ nhận được 100 đô la tập cần One Money của nó nè các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở link form nha các bạn. Đây là một chương trình góp dòng cộng đồng của nó các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên của follow tại Twitter. Các bạn. À, các bạn để mình coi các bạn. Rồi cho đấy các bạn follow Twitter các bạn. Trên Twitter này bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn tweet luôn đi các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên. Rồi ta cái link này rồi. Rồi sau đó tiếp tục con zone sau nhóm chat nữa nè. Rồi xin nhấn chat các bạn xôn xao các bạn. Rồi các bạn bấm vào click to human để lướt trang các bạn bấm start nè. Rồi 40 trừ 4 bằng mấy? 40 trừ 4 bằng 36. Juhan Kitcha the West. Ok, nó để chữ này là Su. Xin chúc mừng bạn đã vượt qua cấp trang các bạn thì bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn đi địa chỉ email của các bạn vào các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username tại Twitter mình nha các bạn. Mã cộng winvn là 9. Nhiều kẹo ngon quá nhưng mà cái máy yếu quá. Tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram tất cả các bạn nha các bạn. Thì bạn mở Telegram tất cả các bạn nghe nè. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng, nhấp vào setting, các bạn copy UID username Telegram mình nè, gọi là chatbot. Sau đây các bạn dán vào link form các bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ về C20 trên YouTube Collect tất cả các bạn nè. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi sau đó thì các bạn kiểm tra là xong xuôi đồng hoàng, các bạn bấm gửi là xong các bạn. Rồi, ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia trang Orion Money trên đăng YouTube. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé.